Cả nhà ơi, khỏi phải nói rồi, sau 2 năm, Hương Thị đã ra một sản phẩm rất là được quý vị yêu mến với cái thương hiệu của nghệ sĩ Việt Hương. Thì đây là một trong những sản phẩm được cưng nhất và hot nhất, đó là bộ đa chức năng thần thánh. Tất nhiên là nguyên liệu từ châu Âu và hương liệu là từ Pháp. Nhưng mà tại sao càng ngày lại được quý vị yêu mến tới như vậy? Tại vì nói đâu là có đó, ha quý vị ha. Trong một set gồm có một chai serum nè, một hũ ban đêm và một hũ ban ngày ha. Và đặc biệt có hũ ban đêm kỳ này á, bên công ty của Việt Hương còn có sự thay đổi, có nghĩa là gấp 5 lần chất lượng của đợt trước. Để ví dụ như mua cái chất mà làm trắng da bên châu Âu thì mình sẽ lựa cái chất nào đó nó tốt hơn, giống như là mình càng ngày càng nâng cấp độ lên. Và đặc biệt là 20g thì bây giờ sẽ được tặng là 25g, có nghĩa là tặng tới 5g, giá vẫn không thay đổi. Bộ đa chức năng thần thánh được quý vị yêu mến là vì nó làm mờ vết nám, vết tàn nhang, rồi nó làm trắng da, căng da nha, căng da sáng bóng. Là tại sao căng da sáng bóng là cái chai serum nè, làm căng trắng da đúng không, căng da trẻ hóa. Hũ ban đêm thì xài cho ban đêm và hũ ban ngày thì mình xài cho ban ngày, đơn giản như vậy thôi. Mà kỳ này còn được tặng thêm 5 gam nữa, giá vẫn không đổi. Bộ đa chức năng thần thánh của Hương Thị do nghệ sĩ Việt Hương.